Quá giỏi, em lừa tôi đấy à cho trang pháo tay Và hôm nay cũng một từ em đó Em có thấy không? Từ em này là một à, bí mật Và lát nữa đây thầy ấy sẽ chia sẻ Để tháo gỡ những nội kết của thanh thiếu niên Cũng như tìm ra một chìa khóa để mở cánh cửa đi vào đời của các con. Và ngày hôm nay xin trân trọng cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Nguyên trú trì tu viện hạnh phúc tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu. Và giờ đây kính thỉnh trên Đại Đức cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia hộ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam Bồn sư thân ca mâu ni phật à, cung tịnh đại đức giả sư an tọa mời toàn thể đại chúng đồng an tọa các con chúng ta chỉnh lại y phục sau đó chắp tay trang nghiêm để lắng nghe pháp Buổi thoát thoại này rất quan trọng cho cả cuộc đời của tụi con Và cũng là một trong những điều then chốt cho bài thi Phật Pháp vào ngày mai Kinh thỉnh đại chúng cùng thính Pháp an lạc A-di-đà Phật đi Phật, ngượng bái bạch trên thầy trú trì chùa Phước Sơn kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử quý bạn trẻ có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời vững an sức khỏe lên chư tôn đức và xin kính chúc toàn thể quý phật tử, quý bạn trẻ có mặt chiều hôm nay có một buổi chiều thật là an lạc. mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật. Nhà kính thưa đại chúng, trước khi bước vào buổi pháp thoại chiều hôm nay, xin mời đại chúng cùng lắng nghe một tiếng chuông. Sau đó chúng ta sẽ ngồi lắng lòng trong ít phút. dạ mô phật uh, xin cảm ơn uh, đại chúng rất là nhiều uh, các bạn trẻ hôm nay uh, về đây uh, có được khỏe không hồi tối ngủ có bị mũi chết không sáng giờ có bị nóng không giờ mình đang ở rất là nóng ha giờ là thời điểm uh, nóng nhất và tại sao các bạn lại đến đây hôm nay? Lý do gì khiến cho tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay ở đây? Yeah. Lý do gì nó lớn lên? À, vì ở đây là Có một khóa tu đúng không? Và khóa tu này nó sẽ xịn sò so hơn người yếu cũ của bạn Có phải không? À, điều đó là chắc chắn rồi Nhưng mà ngày hôm nay mình đi tu Mình có rủ người yêu cụ đi không? <laughs> dạ Vậy thì à, Mình đi tu là mình thấy cái khóa tu này Rất là xịn xò Cho nên mình mới bỏ hết Tất cả mọi thứ Thậm chí là bồ cụ Mình cũng không quan tâm luôn đúng không? Hoặc là bạn nào mà à, Bây giờ đang rơi vào cái tình cảnh Là không biết đi về đâu không? À, người nào bồ bỏ, bồ chê vào chùa tu tập thì bồ mê lại liền. Sau khi đi khóa tu về tự nhiên có người mình đổi khác và mình thấy chùa là một nơi mà cho mình rất nhiều hạnh phúc, cho mình rất nhiều điều quý giá. Cho nên mình mới có cái bài hát là đi về chùa đó. Hạnh phúc thì đi về đâu? Nói lớn với các bạn, hạnh phúc thì đi về đâu? Cô đơn thì đi về đâu? thành công đi về đâu thất bại đi về đâu mệt mỏi đi về đâu mông lông đi về đâu không có việc gì thì đi về đâu chùa không có cơm nuôi và đường về chùa là ở đâu đường về chùa là ở trong tim ta các bạn có thuộc cái đoạn bài hát đó không Đường về chùa là trong tim ta Hát lại quý vị ha các bạn ha Hát lại ha Lại hai ba Đường về chùa là trong tim ta Dẫu có muôn trùng xa Vâng đối sao rời Chùa vẫn luôn là nhà Cảm ơn các bạn rất là nhiều Vậy là hạnh phúc cũng đi về chùa cô đơn cũng đi về chùa thành công cũng đi về chùa thất bại cũng đi về chùa không có việc gì mình cũng sẽ đi về chùa bởi vì trong chùa ở đây mình có hết tất cả mọi thứ mà bên ngoài mình không có được và ngày hôm nay ở đây là chùa không chỉ có tất cả những thứ quý giá mà bản thân tâm nguyên nhận thấy là còn có rất nhiều rất nhiều những bàn ở đây là Hot boy và hot girl. Các bạn có thấy được những cái bàn hot boy, và hot girl ngồi bên cạnh mình không? Dạ, yeah. là những bàn boy và girl đang bị hot. Có hot, có bây giờ có đang bị hot không? À, cho nên tất cả chúng ta đều là hot boy, hot boy và hot girl cả. Yeah. Thì từ tại sao không từ cho mình một tràng pháo tay? Tự nhiên mình ở ngoài bình thường mình không không được trở thành hot boy, hot girl mà vào chùa Phước Sơn cái tự nhiên ngày hôm nay mình trở thành hot boy và hot girl hết. Cho nên mấy cái biểu biểu hiện của một hot boy và hot girl là cái gì? Làm sao để biết được ai là hot boy và hot girl? Hả? Là mấy đứa hay bị đổ mồ hôi <laughs> nhưng mà không có bị viêm cánh. Đúng không? Bị đổ mồ hôi nhưng mà không bị viêm cánh nhà mới mới trở thành uh, hot boy và hot girl được. Uh, thì trong một cái không gian mà nóng nực như vậy nhưng mà các bạn ngồi đây à, một cách trang nghiêm thành kính và à, trân quý tất cả mọi thứ như vậy thì bản thân của chúng ta là giống như những người đẹp vô cùng à, mà các bạn nữ đẹp thì người ta thường gọi là hồng ạ à? hồng nhang mà hồng nhang thì sao à, hồng nhang bạc phận nhưng mà hồng nhang nó không có bạc mình mà tàn nhang nó mới bạc mình đúng không ngồi mà nắng nhiều như vậy là tàn nhang nó mới bạc mình cho hùng nhang là bây giờ nó không còn bạc, không còn bạc mình nữa rồi à. cho nên là các bạn ở đây nếu mà nói về cái đẹp là một cái tội á, thì sao ạ à? nếu mà nói đẹp là một cái tội thì ở đây chúng ta không có tội tại sao vậy à? <laughs> nếu mà nói đẹp là đẹp trai đẹp gái là một cái tội thì ở đây mình không có tội tại vì sao? à, tại vì mình xấu điều, cho nên không có ai có tội hết trơn. À, mình là hot boy, hot girl nhưng mình không có đẹp. và tất cả à, à, những người ngồi xung quanh của chúng ta cũng vậy. ai cũng là một người đẹp hết. và nếu như bạn cảm thấy bạn chưa có đẹp á, thì bạn phải tự tin rằng là bạn phải đẹp hơn 50% dân số có mặt ở trên thế giới này. Ví dụ như một bạn nam sẽ đẹp hơn 50% phụ nữ ở ở trên cuộc đời này, đúng không? Mấy bạn nữ đâu có quyền đẹp trai, đúng không? Mà mấy bạn nam đâu có quyền đẹp gái. Cho nên ít ra là mỗi chúng ta là sẽ là người đẹp hơn 50% người còn lại ở trên trái đất này. Vậy thì các bạn có thấy các bạn đặc biệt không? À, các bạn có đặc biệt không? Rất là đặc biệt đó, Cho nên là dù bạn không có sinh Nhưng mà trên hành tinh này bạn là cái gì ạ? À, là bạn là phiên bạn duy nhất Bạn có thấy chưa? Em có thấy chưa? Em có thấy là em là một phiên bản Duy nhất ở trên hành tinh này Vậy thì em có cần phải Đi tìm một cái gì đó uh, Thực là xa xôi nữa không? Hay là em có buồn khi mà em Cảm thấy rằng là em không có được đẹp hơn người khác có nhiều người không có đẹp một cách uh, biểu hiện ra bên ngoài nhưng mà họ có những có những người có những cái vẻ đẹp gọi là vẻ đẹp triết học. Các bạn có biết vẻ đẹp triết học là sao ạ? Là một vẻ đẹp rất là khó hiểu, người ta nhìn hoài mà không biết mình đẹp chỗ nào. Đúng không? Nhìn hoài cố gắng mọi thứ mà không biết là mình uh, đẹp như thế nào cả. Cho nên là nhiều khi thì mình nghĩ rằng là đó là một nét đẹp và tiềm ẩn nào đó mà chưa có lộ ra, ha. và chúng ta chọn cái cách sống đó là chúng ta chọn sống thật với cái vẻ đẹp của mình. các bạn ở đây có khi nào mà uh, có dịp uh, đi hẹn hò hay là gặp một một người nào đó khác giới chưa? có không? còn nhỏ quá ha. <laughs> mấy bạn lớn thì sao? có một chị đó chị rất là chân thật, cho nên là chị nghĩ rằng là khi mình đem cái sự tân chân thật của mình để mà à, gặp một người nào đó đó thì điều đó sẽ tốt hơn cho nên cái ngày mà chị gặp cái người bạn trai của mình đó chị mới quyết định là không trang điểm không son phấn và để cho mình được đẹp tự nhiên và các bạn có biết là chuyện gì đã xảy ra không à, sau cái buổi gặp đầu tiên với chàng trai ấy thì chị ta mãi mãi không còn gặp lại chàng trai nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mình đẹp như tiên mà lại người ta lại cảm thấy muộn phiền và trốn mất đúng không? Vậy thì em có thấy không khi em là một phiên bạn duy nhất nhưng mà em không có biết gì, à? em không biết em như thế nào thì cũng có nghĩa là đời em cũng không hẳn là là sẽ thành công, đúng không? Không không hẳn là sẽ thành công. Cho nên là mình hay nghe nói một cái câu là gì? Vẽ bề ngoài quan trọng thế sao? <laughs> Vẽ bề ngoài quan trọng thế sao? Có quan trọng không các bạn? Có chứ, rất là quan trọng. Và các bạn vào đấy đó, mình bỏ hết tất cả, gần như là mình thử thách ba ngày ba đêm đúng không? Thử thách ba ngày ba đêm, không gì, không điện thoại, không gì nữa không mạng xã hội, không game và gì? Không có người yêu đúng không ạ? Thử thách ba ngày, ba đêm, không gì cả, get go. <laughs> Như vậy thì các bạn xứng đáng được bao nhiêu điểm? điểm. Bao nhiêu điểm? điểm? Các bạn được 10 điểm. nhưng mà để được 10 điểm đó các bạn có cảm thấy mình bị áp lực không? áp lực không? mấy uh, mấy người ta hay nói là mấy bạn trai á, mà về nhìn về tương lai là áp lực mình phải trở thành một người giàu có, còn mà áp lực của một mấy 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 bạn nữ là sao ạ? À? hả? À, áp lực của mấy bạn trai là tương lai phải trở thành người giàu có, còn áp lực của mấy bạn nữ là đi tìm những bạn trai đó nói cho vui vậy thôi thực ra cuộc sống của ai cũng có áp lực hết đúng không ạ và mỗi người các bạn nhỏ ngồi đây cũng vậy mình có rất nhiều nỗi khổ niềm đau ở trong đó mà nếu như mình không có làm không biết làm chủ và không thấy ra được những nỗi khổ niềm đau của mình thì chắc chắn rằng là trong tương lai của mình mình sẽ còn khổ nhiều và mình hãy chạy theo những cái bên ngoài giống như có một bạn bạn nam viết một bạn nữ là lúc nào cũng viết ở trong những cái thư tay viết ở hay là viết trên những cái status là em thích hoa lắm em thích cỏ lắm em thích thiên nhiên lắm cho nên đến cái dịp sinh nhật của bạn nữ thì bạn nam mới đem tới tặng cho bạn này một bó cỏ bạn nữ xìu mặt xuống bạn nam mới nói uống sao bình thường bạn thích cỏ lắm mà hôm nay mình đem cỏ tới đem đem lá tới mà không thích là sao các bạn nam có cái nào làm vậy không ừ. cho nên là người ta viết một cái quyển sách gọi là tâm lý hiểu về tâm lý của phụ nữ các bạn biết nó dày chừng nào không nó dày một sải <laughs> nó dày một sải tay có nghĩa là nói nói có nói không À, đúng không ạ nói ngang nói ngược nói đến nội mà nhiều lúc các bạn nam phải rất là chóng mặt và không biết đâu là cái cái sự thật mà các bạn nữ đều mong muốn ừ. rồi khi mà mình không biết được thì mình sẽ rất là phiền rất là phiền phiền ở chỗ là bản thân mình không biết định vì mình bản thân mình không biết định vì mình là ai và mình không biết định vì cái người xung quanh của mình như thế nào thậm chí có nhiều bạn rất là rất là mơ các bạn có biết mơ không Cái gì à, ảo tưởng sức mạnh ha? rất là ảo tưởng sức mạnh và ảo tưởng sức mạnh theo cái cách nào đó là cuộc đời thật lắm chung gai cớ sao tôi lại đẹp trai vô cùng đó. hoặc các bạn nữ là cũng làm thơ đối lại cuộc đời thật lắm tai ương mà sao tôi lại dễ thương thế này? Ừ. hay là cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cu te thế này? Yeah. mình rất là rất là ảo tưởng đúng không? mà không bao giờ mình thấy được uh, chính bản thân của mình và uh, nhiều khi là cái năng lực của mình nó rất là ít ỏi, cái bản chất của mình rất là ít ỏi nhưng mà cái sự đòi hỏi của mình là sao ạ? nó vô biên đúng không? cái năng lực của mình có chút xíu cái đẹp của mình có chút xíu nhưng mà cái sự đòi hỏi mình đòi hỏi người khác phải công nhận mình phải thừa nhận mình á, thì thật ra là mình đòi hỏi quá nhiều Đó. cho nên ngày hôm nay á, mình có mặt ở đây là mình ngồi lại ngay giây phút ở đây này thì mình phải tỉnh táo phải tỉnh táo nhìn cho rõ nhìn cho rõ đừng có gì ạ à. em mập thì phải nập em mập thì phải mập cho rõ chứ đừng có mập gì ạ à. À, đừng có mập mờ <laughs> cái gì cũng phải rõ ràng mập là phải mập cho rõ đừng có mập mờ à, và có những cái nó mập mờ lắm các bạn các bạn mà mập mờ trong cuộc sống này có nhiều cái mập mờ lắm nhiều cái là mình trông xa thì tưởng nàng kiều mà tới gần mới biết là sao ạ người yêu của chí phèo đúng không Đó. hoặc là nhìn xa thì tưởng con người tới gần mới biết là gì ạ đười ươi sống chuồng À, thấy vậy thấy vậy nhưng mà không phải vậy đâu các bạn nhỏ thấy vậy mà không phải vậy đâu cho nên là mình phải mình phải tập được cho mình trong đạo phật dạy cho mình là mình phải chánh niệm tỉnh thức đúng không chánh niệm tỉnh thức mà mình thường hay nghe nói là mình phải dừng lại khoảng chừng là mấy giây hai giây đúng rồi mấy bạn giỏi quá tại sao không dừng lại ba giây mà lại dừng hai giây thôi tại sao khi mình nói là ê dừng lại khoảng chân lá tại sao không phải là 3 giây mà hai giây à, tại một giây thì mình sẽ hít thở vào và một giây mình sẽ hít thở ra để làm gì để mà bình tĩnh ha? để mà bình tĩnh để thấy sự thật để thấy sự thật thấy cái gì mình đang nhìn là mập mờ hay là mập rõ ha? thấy cái người mình đang đối diện còn giày thì à, chân thì mang giày gì à? mang giày trà nồi chờ neo đúng không còn à, đầu thì đồi nón gì à? hơi mệt hơi mệt ơ <laughs> <Ở> mệt <laughs> như vậy là có những người họ đối diện với mình là toàn thân của họ là liên hợp quốc đúng không giày ví dụ như giày à, của pháp áo của mỹ rồi à, thắt lưng là của nước 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 anh chẳng hạn ấy vậy mà khi mà người ta đối diện với mình đó, hoặc là mình đối diện với họ mình thấy rất là sợ mà mình không thấy họ đẹp chút nào hết trơn á có khi nào các bạn thấy một người rất là đẹp mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới phụ trùm thân mình từ trên đầu cho tới chân là toàn thân liên hợp quốc mà vẫn bốc mùi không vẫn bốc mùi không có không cái mùi gì hả cái gì à mùi bia hả yeah. mùi tiền hả à mùi tiền dạ yeah. thầy chưa già cả mà lộ tai không có, có vấn đề rồi hả họ bốc mùi không phải là mùi tiền đó mà bốc mùi thật sự chuyện gì xảy ra nếu như các hot boy và hot girl ở đây tham dự khóa tu tròn vẹn ở chùa phước sơn ba ngày mà không tắm mình sẽ thành gì ạ thành gì thành giá ua đúng không mà ở đây ba ngày ba đêm mà không tắm thì dù cho tay sách túi làm vườn chân mang dép trà nồi hoặc là đầu đồi nón hơi mệt thì mình vẫn bốc mùi như thường đúng không à. do đó mình khoác lên trên mình cái bộ nào bộ đồ nào không biết nhưng mà cái thân của mình không tắm là mình sẽ, mình sẽ bị gì ạ à? bốc mùi hôi. Vậy thì một năm 365 ngày mà các bạn nhỏ của mình tới chùa Giác Sơn, à, xin lỗi chùa Phước Sơn để mà tu khóa tu có 3 ngày thôi. Vậy thì 333 ngày còn lại mình làm cái gì? Mình tu là tu cái gì các bạn? Tu cái gì? Thường thường người ta nói là tu gì ạ? À? Tu tâm đúng không? như vậy là một năm mình có đem ba ngày ra để mình gội rửa cái tâm tắm rửa cái tâm của mình còn lại là ba trăm sáu mươi hai ngày còn lại ba trăm sáu mươi hai ngày còn lại là mình không tắm không tắm cho cái tâm của mình cho nên khi mình đứng gần ái á, tuy mình toàn thân của mình đã là liên hợp quốc rồi nhưng mà cái tâm của mình nó bốc mùi gì bốc mùi hôi bốc mùi hôi có phải không các bạn có những bạn nhìn khuôn mặt rất là dễ thương, mặc những bộ đồ rất đẹp, nhưng mà ai nhìn cũng thấy gì ạ? À? Thấy ghét. Ai nhìn cũng thấy ghét. Tại vì cái bàn đó bốc ra cái mùi từ trong tâm. Cái mùi gì ạ? À? Mùi kiêu ngạo, mùi tham lam, mùi dần hờn, mùi ganh tỳ, mùi hơn thua. Đó là những cái mùi mà trong 362 ngày khi chúng ta không có mặt ở đấy vẫn bốc ra liên tục. Và đó là lý do mà các bạn phải biết là tại sao mình đã ăn mặc đẹp rồi, mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà mình đứng gần người ta, người ta cũng không có không có ưa mình. Vậy thì ba ngày có mặt ở tại đấy thì các bạn phải cố gắng làm sao? Phải kỳ cò cho thiệt là kỳ cái tâm của mình ha, Chỗ nào mà còn dơ là Mình kỳ cọ cho thiệt là sạch Bạn nào mà hay dần hơn Bớt dần hơn lại Bạn nào mà hay đua đòi Bớt đua đòi lại Bạn nào mà hay ganh tì Bớt ganh tì lại Bạn nào mà hay kiêu ngạo Bớt kiêu ngạo lại Để làm gì? Để khi mình bước về nhà của mình Mình hòa nhập vào trong cộng đồng Thì mình sẽ không bị gì? Không bị gì các bạn? Không có bị bốc mùi à, không bị bốc mùi Đó. và khi mà các bạn mình thấy được như vậy rồi thì đi đâu các bạn cũng sẽ thấy hết trơn á là cái người bên cạnh bên cạnh mình hay là cái người đối diện với mình á tại sao họ có vấn đề tại sao họ có vấn đề tại sao tại vì cái tâm của họ có vấn đề tâm họ có vấn đề cho nên họ mới mới có vấn đề vậy thì mình đã đi được một phần ba chặng đường rồi thì các bạn à, hôm qua giờ có tắm có bạn nào không tắm không có không rồi mà hôm qua giờ tắm ngồi cái tâm của mình có kỵ không tắm ngồi cho kỵ và phải luôn để cho cái tâm của mình à? tràn đầy tràn đầy cái tràn đầy cái gì ạ à? cái giọt nước của từ bi và trí tuệ đừng bao giờ để cho tâm của mình khô khan bởi vì là khi mà các bạn nghe kỳ này không? Khi mà tâm hồn khô cạn thì sao? Khi mà tâm hồn khô cạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi. Đúng không? Các bạn nghe có kỳ không? À, khi mà tâm hồn một người nào đó đã khô cạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi. Một người lớn cũng vậy. Nếu mà tâm người ta đã khô cạn không còn yêu thương, không còn trí tuệ thì người đó sẽ sẵn sàng làm rất nhiều điều khốn nạn cho cuộc đời này. Và các bạn nhỏ cũng vậy. Nếu mà mình để cho cái tâm hồn của mình khô cằn bằng cách là mình thiếu tắm rửa lâu lắm 365 ngày cha mẹ của mình kéo bừa mình vào trong chùa Giác Sơn lừa mình bằng mọi cách để mình vào đây. Có bạn nào đi tu để vào đây mà bị lừa không? Có bạn nào bị kéo bừa vào đây không? <laughs> có phải không có mấy bạn kia đưa tay Đó. vẫn có người bị lừa vẫn có người bị kéo bừa vào đây Đó. nhưng mà vào tới đây giờ phút này rồi có cảm thấy hối hận không à, không hối hận tại vì sao mình, mình được làm gì mình được gì mình được tắm mình được tắm cho nên sau này ai hỏi là em đi chùa để làm gì con đi chùa để làm gì thì mình nói đi đâu ạ à? đi tắm, <laughs> đi tắm. Ừ. Nhưng mà đi tắm là phải tắm đúng cách, đúng không? Chứ không phải tắm linh tinh, đúng không? Có à, có hai người, một người ở dơ và một người ở sạch. Họ rủ nhau đi tắm sông. Và khi đến bờ sông, thì đố các bạn, đố các em là ai sẽ xuống sông tắm? nhé? Yeah có người nói là người ở sạch, có người nói là người ở dơ. thì cái người mà ở sạch thì có cần xuống sông để tắm không? vậy thì cái người ở dơ đó thì có cần phải xuống sông để tắm không? người ta đã ở dơ thì người ta phải xuống sông tắm làm gì? đúng không? À. khi mà tới bờ sông rồi thì người ở sạch cũng đứng trên bờ sông mà người ở dơ cũng sẽ đứng trên bờ sông tại bản thân người đã sạch rồi thì sao không cần tắm mà cái bản thân cái người ở dơ rồi thì chắc chắn họ sẽ không không có tắm thành ra là đi tắm cũng phải gì cũng phải hiểu biết cũng phải cẩn thận thấy giờ mấy bạn thấy mấy mấy em mới thấy là mình bị lừa chưa đó. chứ không phải là đi vào chùa nghe nói là thầy nói đi vào chùa tắm cái mình đứng trước cổng chùa mình múc nước mình tắm <laughs> nguy hiểm lắm đúng không phải biết là lúc nào thì mình tắm cái gì lúc nào thì mình tắm cái thân và lúc nào mình mới tắm cái tâm và lúc nào mình phải biết làm cho mình đẹp cả cả thân và tâm mình phải đẹp cả thân và tâm thì mình mới không bị gì các bạn hồi nãy mới nói không bị gì ạ à? không có bị bốc mùi đúng không cho nên cho nên mình á, là nếu mà không có tự tế thì xin xin đừng có gì nếu không tự tế thì xin đừng có có đẹp trai đúng không không có tự tế thì xin đừng có đẹp trai tại vì mình đẹp trai mà không tự tế thì mình sẽ trở thành cái gì ai biết nhá yeah. bad boy hả à. mình sẽ trở thành sợ khanh. đúng không là người mà làm cho biết bao nhiêu người khác phải đau khổ cho nên là không tự tế thì làm ơn đừng có đẹp trai mà đã đẹp, đẹp trai thì phải gì ạ? À? à phải tự tế Đó. và đã là người ế thì phải có gì ạ? À? Phải có lương tâm đúng không? Đó. chứ đừng có ế mà bất lương. Các bạn biết ế mà bất lương không? Từ khi em gặp anh thì em trở thành một kẻ bất lương. Tại vì sao? Tại vì em trộm nhìn. Em trộm nhớ em trộm cười và em trộm gì? Trộm thương. Có phải là mình trở thành một kẻ ế bất lương không? Trong khi đó, trước đó mình là một người hiền lương rất là dễ mến. Vậy thì nếu mà đã đẹp là mình phải gì ạ? Phải đẹp từ bên trong ra đến bên ngoài. Đó. Và ông bà mình nói một câu rất là hay. Các bạn các bạn đọc theo thầy ha được không? Rồi, bây giờ thầy đọc các bạn đọc đọc theo. Nhìn nhà biết người. Nhìn người biết tâm. Các bạn có thuộc chưa? Đọc lại ha, 2 3. Dạ, đúng rồi. Nhìn cái nhà của ai là mình biết họ ra sao đúng không ạ? Mình vào nhà ai mà mình thấy ngăn nắp, gọn gàng là mình biết người chủ nhà ở trong đó cũng rất là gọn gàng ngăn nắp còn vào nhà người nào mà bước tới cửa nhà người ta mà thấy dơ bẩn mọi thứ uh, trong nhà không có xếp đặt không có được gọn gàng á, thì mình có thể biết được chủ nhà này họ là như thế nào và nhìn người biết tâm nhìn mình á, thì người ta có thể biết được tính cách của mình như thế nào tâm hồn của mình như thế nào cho nên vẻ bề ngoài có quan trọng không các bạn? Có quan trọng, tại vì vẻ bề ngoài chính là cái cái biểu hiện ở bên trong, cái biểu hiện ở bên trong. Nếu mà bên trong mình đã sụp đổ thì bên ngoài nó có cái gì hiện ra? Nếu bên trong sụp đổ thì sự đau khổ bên ngoài nó sẽ hiện ra, đúng không? Người buồn thì cạnh có vui đâu bao giờ? Cho nên bên trong của mình mà đã sụp đổ rồi á thì mình có cố gắng mình đeo bao nhiêu thứ ở trên mình đi nữa thì cái sự đau khổ nó vẫn vẫn có mặt ở đó đó. Vì vậy mà mình á phải tập được cho mình cái tính đầu tiên á của các em phải thấy ra được các bạn nhỏ phải thấy ra được. Đó là phải tập cho mình được cái tính gì ạ? Tính chân thật. Có một anh đó anh đi phỏng vấn xin việc, các bạn tương lai á, sẽ đi phỏng vấn xin việc các bạn có có biết phỏng vấn xin việc không? Ừ. thì có anh nạn đi phỏng vấn xin việc và đi vào chỗ phỏng vấn cái người phỏng vấn nói là muốn vào công ty của tôi làm á là mọi người nhân viên phải đáp ứng hai cái yêu cầu hai yêu cầu yêu cầu thứ nhất là mỗi nhân viên vào đây trước hết là phải biết sạch sẽ tức là phải biết giữ gìn vệ sinh cho nơi làm việc Vậy thì hồi nãy khi mà đi vào ở trong công ty này, anh đã chùi giày vào cái tấm chùi chân chưa? Thì khi anh này nghe nói như vậy, cái giật mình, mới nói dạ, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Và cái người phỏng vấn mới nói là cái yêu cầu thứ hai ở trong công ty của tôi á, đó, đó là tất cả những người vào trong công ty này là phải phải chân thật, phải chân thật. Và ở trong công ty này không hề có cái tấm chùi chân nào hết. Các bạn có hiểu không? Ừ. Thành ra là mình sống gọi là phải tập cái đức tính là phải sống chân thật, ba hoa không có quá, chân thật. Phải nhớ là như vậy, ba hoa không có quá, chân thật. À. nếu mình đánh rơi cái sự đánh mất cái sự chân thật thì đó là đánh mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mình mình có thể đánh mất hết tất cả mọi thứ có những người á người ta đánh mất một cái thứ này hoặc là người ta từ bỏ một cái thứ kia đó thì người ta sẽ đạt được mục đích trong cuộc đời nhưng mà nếu mình đánh mất cái sự chân thật cái đức tính cái phẩm chất đạo đức của mình á, thì mình mất hết tất cả giống như lò lém mà đánh mất một chiếc giày thì được gì ạ? À? được cưới hoàng tử đúng không? được cưới hoàng tử mà có người đánh rơi hết liêm sỉ mà không không có đồng tràng được tới a hết đúng không? phải không? có người người ta đánh rơi hết cả liêm sỉ mà không có thành công được một cái gì ở trong cuộc đời này. À. cho nên là khi các bạn đối diện với một người khác chẳng hạn như các bạn nữ mà đối diện với các bạn nam á thì mình phải nói như vậy này anh nghèo cũng được đúng không anh nghèo cũng được anh xấu cũng được rồi anh cờ bạc cũng được anh à, rượu bia cũng được nhưng mà có một cái đó là gì ạ anh đừng có yêu em đúng không mình phải chốt đơn đúng không chốt đơn là mình không có mua anh sao được hết trơn, anh nghèo cũng được, anh uh, cờ bạc cũng được, anh trai gái cũng được, nhưng mà anh đừng có yêu em. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo để mà gì ạ? Để mà phải chọn cho mình được gì ạ? Một cái hướng đi mà chính bản thân của mình mình phải dựa được những cái phẩm chất đạo đức và cái người mà mình chọn để gần gũi có thể đó là bạn mình có thể đó là một người yêu trong tương lai của mình cái mà mình phải chọn đó là người đó phải có cái tính chân thật cái đã nếu mà không có chân thật là là không được mà mình hay nghe uh, hay nghe ông bà mình nói rất là ngắn thôi mà các bạn có thể nhớ được khi mình chọn một người mình gần đó là xấu mặt mà phải gì ạ xấu mặt mà phải sao xấu mặt mà phải đặt ruột ha xấu mặt mà đặt ruột nhiều người xấu mặt nhưng mà lại đặt ruột đúng không nhan sắc sơ sài nhưng mà lại che giấu phẩm chất thiên tài bên trong. Đó. Và chọn được như vậy thì mình mới thấy ra được là mình cần phải thân cần với ai, gần gũi với ai để mình có những cái người bạn tốt đẹp cùng đi với mình ở trong cái cuộc đời này. À. Chứ đừng có nghe những cái lời ngon ngọt, đúng không? Có những người nó tới với mình các bạn biết không? Có những người người ta tới với mình, người ta tán mình á tán mình bằng cả lương tâm của họ mà những người mà thường thường mà tán mình bằng cả lương tâm của họ đó thì họ cũng có thể gì ạ à? tán từng lương tâm về sau này đúng không những cái người nào mà tán mình bằng cả lương tâm thì sau này họ có thể làm những điều mà tán từng lương tâm cho nên phải tin ai đầu tiên à, tin mình đầu tiên mà muốn tin mình đầu tiên muốn sáng suốt thì mình cần phải có một cái thấy một cái thấy chân thật bây giờ mình mới thấy hồi nãy giờ các bạn có thấy được cái gì nhiều không có thấy gì không có thấy không à thấy thầy ạ à? <laughs> dạ có một à, vị thầy đố những người học trò của mình như vậy khi nào thì mới có bình minh khi nào thì mới có bình minh đố các bạn biết khi nào thì mới có bình minh hả khi nào nói lớn lên các bạn à khi sáng sớm là có bình minh đúng không khi nào nữa khi mặt trời lên có bình minh khi nào nữa à khi tiếng gà gáy có bình minh khi à, khi nghe tiếng người đi chờ có bình minh đó là những câu trả lời của những người đệ tử khi được thầy hỏi như vậy nhưng mà thầy nói là như vậy không phải là những lúc như vậy không phải là những lúc mà có bình minh mà khi nào mới có bình minh đó là khi mà con người ta mở mắt ra mà có thể nhìn thấy nhau thì khi đó mới có bình minh mấy bạn có hiểu được cái chỗ đó không tại vì là có nhiều người mở mắt hai con mắt mà nhìn có thấy nhau không? Không thấy nhau. Hoặc là có người có mắt mà giống như gì? À, có mắt mà như mù. Hoặc là có người có hai con mắt mà nhìn người khác bằng bằng bao nhiêu con mắt? Bằng nửa con mắt thôi. <laughs> còn một, 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 một năm con mắt còn lại là đem bỏ trong túi chơi rồi. Như vậy thì khi nào mà có người ta mở mắt ra mà có thể nhìn thấy nhau hoàn toàn bằng hai con mắt ấy, thì khi đó mới có mới có bình minh và các bạn ở đây cũng vậy chừng nào mà mình nhìn người khác xung quanh ở mình đấy đó mà mình thấy họ bằng nửa con mắt thôi thì có nghĩa là cuộc đời của mình có bình minh chưa cuộc đời của mình chưa có bình minh chưa có bình minh có nghĩa là mình vẫn còn ở trong tâm tối còn ở trong đau khổ đau khổ cho nên làm sao mà có thể mở mắt ra mà có thể nhìn thấy người khác được đó là mình phải sống với buộc trái tim gì chân thật và yêu thương và chân thật và yêu thương thì mình mới có thể không biến mình trở thành một người có đầy đủ mắt tai có đầy đủ hết tất cả các bộ phận của mình trở thành những cái người gì ạ tàn tật giống như tự nhiên mình có hai con mắt mà mình nhìn người khác bằng nửa con mắt có nghĩa là mình biến mình trở thành một người gì một người khuyết tật một người tàn tật à do đó khi mà mình biết sống được với trái tim có yêu thương có chân thật thì mình mới sử dụng hết thân thể của mình hết tất cả những cái bộ phận ở bên trong của mình các bạn có thấy à, bây giờ các bạn nhìn sang trái nhìn sang trái có thấy cái gì bên trái không nhìn sang trái <laughs> rồi mình nhìn sang trái mình có thấy cái cây ở phía bên này không? Cái cây bonsai ở gần cái quạt không? Rồi, mình có thấy những cô bác đang ngồi ở phía ngoài không? Thấy, giờ rồi. Đố các bạn biết là cái cây đó đó, nó với mình có liên quan gì không? Có không? Nó là nó hay nó là mình? Nói lớn là nó là nó hay nó là mình? Mình là mình đúng không? Dạ, yeah, rồi. Vậy là có hai con mắt mà không thấy cái gì hết trơn. Thấy là chưa? Nó là nó là mình chứ không phải nó là nó. Tại sao? Tại sao lại nói nó là mình? Tại vì nó không có thải oxy ra mình có có sống được không? Có không? Mà mình là nó hay là nó là nó? Mình là nó tại vì mình thở cái gì ra? à, mình thở carbonic ra nó là hít vào vậy thì nó là ai mình là ai à thấy chưa mà hồi nãy mình có hai con mắt mà mình nói là nó là nó mình là mình cho nên mình mới nhìn nó bằng cái gì mình mới nhìn nó bằng nửa con mắt à mình nhìn đời bằng nửa con mắt và mình nhìn mấy cô chú ngoài kia là mình hay là mấy cô chú ngoài kia mình là họ hay họ là mình hả bây giờ tạm gọi mấy cô chú ngoài này là họ đấy hả mình là họ hay họ là mình mình là họ chắc không điều gì mình chắc chắn mình là họ nếu như một người ở trong chúng ta ở đây mà bị covid thì tất cả sẽ bị gì cho nên là mình là họ mà họ cũng là cũng là mình vậy thì khi mình thấy cái cây lá là, là mình thì khi mình đứng trước cái cây, mình có thương cái cây không các em? Thương không? Mình sẽ rất là thương. Và mỗi ngày khi mình mở cửa sổ ra, mình nhìn thấy cái cây, mình thương cái cây vô cùng. Và khi mình ngồi ở đây với một người nào bên cạnh của mình, mình sẽ thương người đó vô cùng. Đúng không? Tại vì người bên cạnh mình sẽ là là mình. Cái cây là là mình. Mà hồi nào giờ mình không biết, mình không biết cái cây là mình Mình không biết người xung quanh mình chính là mình Cho nên mình mới có cái sự phân biệt Mình mới có cái sự kỳ thị Mình mới suy nghĩ là như thế này Như thế khác Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi Mình mới thấy thế giới này Vô cùng nhiệm màu Vô cùng nhiệm màu Tại vì cái gì cũng là Cũng là mình hết Không có cái gì là không phải là mình hết Đúng không? Đó và mình về mình mới thấy sâu sắc hơn á là ba mẹ mình là là mình và mình cũng chính là là ba mẹ mình à. các bạn có thấy được cái chỗ đó chưa thấy chưa hay còn thấy mờ mờ thấy không à, thấy rất là rõ và ai mà ai đi ở chùa Phước Sơn về mà mở cửa sổ ra mỗi buổi sáng ngủ dậy mở cửa ra thấy được cái cây là mình là người đó đã thành công ngay cả những cô bác, anh chị ở xung quanh đây cũng vậy. Nếu mà mở mỗi ngày, mở cửa sổ ra, buổi sáng thấy cái cây là mình, người đó mới thật sự là biết là gì ạ? Biết bắt đầu biết, biết sống. biết sống. Còn người nào mà lúc nào còn nghĩ rằng là nó là nó, mình là mình, ông là ông, tôi là tôi, thì chừng đó mình còn gì ạ? Mình còn chưa có sống. Tại vì sao vậy? Hồi nãy giờ các bạn ngồi đấy các bạn có thở không? Có thở không? Thở nhiều không? Ừ. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu mình không thở? Mình sẽ chết. Vậy mà khi mình lớn lên á, mình nói là cái gì cũng của mình hết. Nào là nhà của mình này, xe của mình này, tiền của mình này. Mà ngay cả một hơi thở mình cũng mượn. Đúng không? Thì cái gì là của mình? Không có cái gì của mình hết trơn. Bây giờ thử nín thở trong vòng 2 phút là mình sẽ đi đâu? Đi chầu Diêm Vương, đúng không? Vậy thì ngay cả một cái hơi thở thôi mà các bạn cũng mượn nữa thì không có cái gì gọi là mình hết. Đúng không? Không có cái gì gọi là mình mà. Mình là tất cả những cái gì xung quanh, xung quanh mình. Và các bạn tuy là hôm nay rất là nhỏ nhưng mà các bạn sẽ trả lời được một câu hỏi rất là triết học, rất là thâm sâu. Câu hỏi đó là gì ạ? Câu hỏi ta ta là ai? Mà các bạn có biết ta là ai chưa? Ta là ai? Ta là tất cả những gì có mặt quanh ta. Vậy là các bạn ngộ đạo rồi đó. Chúc mừng các bạn. Nếu một ngày nào đó các bạn, các em, các cô bác ở mình ở đây ngồi mà còn chưa thấy giờ ta là tất cả những gì có mặt quanh ta thì ngày đó mình sẽ còn khổ, mình sẽ còn nói cái người này như thế này, người kia như thế nọ, mình không có chấp nhận những cái hoàn cảnh của mình đang sống hay là mình than trời, mình trách đất rồi mình khổ hoài. Đó. Vậy thì một khi mình đã biết được là tất cả những cái gì có mặt quanh mình đều là mình hết thì lúc đó các bạn thực sự rất thương rất thương cuộc đời này thương từng cây cỏ thương những người xung quanh à, các bạn bây giờ có thương được chưa thương được chưa rồi bây giờ mình muốn thương được thì bây giờ mình sẽ cùng hát một cái bài ha là mình sẽ hát cái bài này có ba phần thôi thứ nhất là cái phần đầu tiên á, là các bạn nhớ cái chữ là bạn tôi anh em tôi cái thứ cái thứ hai á, là người tôi thương Tôi yêu và thứ ba là người người yêu tôi thương tôi. Tức là sao? Mình sẽ hát cái bài là bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi và xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Đó là cái lời thứ nhất ha. Cái lời thứ hai là người tôi yêu tôi thương và cái lời thứ ba là người yêu tôi thương tôi bây giờ mình hát ha rồi bây giờ thầy hát các bạn hát theo và các bạn làm luôn ha các bạn đưa tay ra bây giờ mình thương được rồi mình thấy được rồi mình phải thương ha hai bạn bên trái tôi đây là người là gì bạn tôi anh em tôi hãy xin lỗi rồi hai bạn bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi bên phải tôi đây là bạn tôi anh em tôi trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi Bên phải tôi đây là người yêu tôi thương tôi Trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi rồi như vậy thương hết được chưa các bạn thương hết được chưa à. khi mình thấy những người xung quanh của mình mình đều thương được hết và chừng nào mà mình chưa thương được thì cuộc đời của mình sẽ khổ lắm. Cho nên là các bạn biết là tâm của một vị Phật khác với tâm của một người bình thường là như thế nào không? Tâm của một vị Phật đó là thương hết cả những người không có dễ thương. Còn mà tâm của chúng sanh á là chỉ thương những người dễ thương thôi, đúng không? Thì mình mà muốn được như Phật là mình thương được cả những người không có dễ thương mà cái tình thương này là không phải từ mình ảo tưởng, không phải từ mình vẽ ra mà tình thương đó là một tình thương chân thật bởi vì mỗi ngày bây giờ mỗi mỗi bạn mỗi em về mình tập trồng ở trong cái phòng học của mình à, một cây xương rồng hay một cây hoa gì đó, mỗi ngày mình tưới ha, tưới lên cây hoa và mình nói rằng là gì ạ? Mình thương bạn nhiều lắm. Mình thương bạn nhiều lắm. Các bạn có làm được không? Nếu mình không trồng trong nhà, mỗi ngày mình đi học về, hoặc là bây giờ mình ngồi trong cái khung cảnh này, nếu mà không có những cái cây góp phần cho mình mát dịu một chút xíu, không có cho mình oxy để thở, thì có, có nghĩa là mình là những người rất là ác độc. Các bạn biết tại sao mình là những người rất là ác độc không? Tại vì mình không biết gì. Không biết gì. Không biết ơn, đúng không? Không biết ơn. Trên đời này không có người nào ác độc và vô đạo đức hơn là người không biết ơn. Cái người không biết ơn là người không có đạo đức. À. Cho nên mình tập, mình tập là mỗi ngày mình thấy được cái cây mình mình thương cái cây và cứ như vậy mình thương được hết tất cả mọi người. Và mình có thể hỏi nữa đúng không? Sau này đi học, mình hỏi bạn ơi, bạn có biết là cái cây là mình hay là cái cây là nó không? Bạn ngồi xuống đây mình chỉ cho bạn nè Cái cây là mình đó chứ không phải là nó đâu Cái bạn mình nó nói mình bị gì? <laughs> đâu có đâu, mình rất là tỉnh táo Mình không hề bị một vấn đề gì về thần kinh cả Mà mình là những người rất là khoa học Đúng không? Rất là khoa học Nếu bạn có khoa học Thì bạn sẽ thấy là cái cây cho mình oxy để thở các bạn có thấy thức ăn của mình ăn mỗi ngày là từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Hả? Từ rau quả này, rồi từ tới động vật nhưng mà rau quả và động vật thì nó đứng ở ở trên mặt gì ạ? Mặt đất đúng không? Ở trên mặt đất. Vậy thì trong cái mặt đất đó đó không chỉ có là không chỉ có là những thứ mà đang sống mà có những thứ đã chết. đã tạo thức ăn, đã tạo thành thức ăn đúng không? Ví dụ như cái lá một cái lá khô mà rơi xuống thì nó sẽ làm gì ạ? À? Làm phân đúng không? Làm phân cho cây trồng. Rồi nó nuôi nuôi lớn những con động vật. Vậy thì cái lá khô đó đó bản thân nó cũng là gì ạ? À? Nó cũng là mình, nó cũng là mình. Ngay cả một cái lá khô cũng là mình nữa, huống gì là một cái cây đang còn sống và thậm chí đó là hàng ngày các bạn biết không mình ăn luôn cái gì các bạn biết mình ăn luôn ông bà tổ tiên của mình nghe ghê không có ghê không? Tại vì trong trong mặt đất đã có vô số những người đã nằm xuống trong đó có có các thế hệ ông bà tổ tiên mình ngày xưa cho nên thực phẩm của mình ăn hàng ngày là trong đó có cả gì ạ à? ông bà tổ tiên của của mình Thì không có cái gì ở trên cuộc đời này Mà không phải là Là mình hết đó. Và các bạn nhỏ mà các bạn biết được chỗ này rồi Các bạn các em thấy được chỗ này rồi Thì đi tới đâu Các em cũng sẽ hạnh phúc hết Các bạn cũng sẽ hạnh phúc hết Và thấy ai đó Thì mình cũng có thể Thương được Hồi nãy giờ mình ngồi xong Mình hát xong mình có thương được không Thương được chưa hay là nhìn cái đứa bên cạnh vẫn thấy ghét hả à, còn thấy ghét không à, chắc còn chút xíu đúng không nếu mà mình thương được hết là mình thành gì rồi à, mình thành phật rồi nhưng mà mình phải tập thương tập thương mỗi ngày tập thương mỗi ngày một chút xíu để cho lòng mình càng ngày càng càng lớn hơn càng lớn hơn thì đi tu ở chùa phước sơn về Ba mẹ mình hỏi là con đi ba ngày về con có được cái gì không? Thì mình trả lời ba mẹ sao? Được cái gì? Hả? Được tắm hả? Rồi, được gì nữa? À được đó là được thương cái cây. <laughs> Xong rồi ba mẹ mình hỏi là tại sao lại đi chùa Phước Sơn về mà thương cái cây mà ông thương ba mẹ, đúng không? thì ngồi xuống giải thích cho ba mẹ biết là con không chỉ thương cái cây mà con còn còn thương ai? Thương ba mẹ nữa. Tại vì ngay cả cái cây con còn thương được huống gì là ba mẹ mà con không có thương. À. Cho nên người nào mà chưa thương được cái cây đi ở chùa Phước Sơn về mà chưa có thương được cái cây có nghĩa là người đó không có thể nào thương được ba mẹ mình thế giới sẽ như thế nào nếu mà mình chặt hết tất cả cây cối sẽ như thế nào các bạn à, không thể nào mà sống nổi không thể nào mà sống nổi và thế giới sẽ như thế nào nếu mình hút càng hết tất cả dòng sông thế giới sẽ như thế nào như vừa rồi các bạn thấy mình à, trải qua một cái trận dịch bình mà ai xung quanh mình cũng là những người bị bệnh thì làm sao mình sống được ừ. do đó mình phải biết thương thương từng cái cây cái cỏ thương những người xung quanh của mình thì mình mới sống một cách yên ổn do đó đó những cái gì mà xung quanh của mình đó, luôn đồng hành với mình luôn đồng hành với các bạn và nó chính là cái tấm gương nó phản ánh cuộc đời của bạn cái phẩm chất của mình bên trong như thế nào thì mình sẽ nhìn cái thế giới của mình bên ngoài như vậy với một người mà đầy đủ tình thương thấy cái gì cũng thương thì người đó cảm thấy cuộc sống này rất là nhiều màu còn người mà không có tình thương là nhìn thế giới này rất là đau khổ trước đây các bạn có ghét ai không các trước đây các bạn có bực mình bực, bực mình không có bất mạng không tại vì sao vậy tại vì mình chưa thấy được người ta là gì người ta là mình cho nên mình mới bật mình. Hồi này giờ mình ngồi đấy á, là mình đã ngồi được bao nhiêu thời gian rồi? Có ai biết không? Hả? Bao nhiêu? Một tiếng đồng hồ rồi đúng không? Ừ, một tiếng đồng hồ. Người ta thường nói là thời gian là gì? Là gì các bạn? Cái đó đúng hay là sai? à đúng mà hoàn toàn sai tại sao nói là thời gian là vàng bạc mà hoàn toàn sai vậy thì mình lấy vàng bạc mình mua thời gian được không vậy thì tại sao lại gọi là thời gian là vàng bạc là tiền bạc được vậy thì thời gian là cái gì ai biết thời gian là gì hả vậy là hồi nào giờ mình vẫn hiểu lầm Thời gian không phải là vàng bạc Mà thời gian chính là mạng sống Đúng không? Thời gian của một con muội là bao nhiêu lâu? Hả? Bảy ngày hả? Chắc không? Hay là 48 tiếng đồng hồ? À, thời gian của một con muội thường trung bình khoảng 48 tiếng đồng hồ Hoặc con nào sống dài hơn thì có thể 7 ngày đúng không? Thời gian là mạng sống Hoặc là thời gian của một con chó thường thường bảy tám năm mười năm thời gian của một người thì có thể thường thường mình hay nghe hát em ơi có bao nhiêu sáu à, mươi năm cuộc đời vậy thì thời gian không phải là là tiền bạc mà thời gian là gì ạ là mạng sống vậy thì nãy giờ khi mình ngồi ở đây một gần một tiếng đồng hồ là mình bỏ bao nhiêu mạng sống của mình ra một giờ đồng hồ mạng sống đúng không một giờ đồng hồ mạng sống rồi mà mình không lấy là được vậy thì người ngồi bên cạnh của mình đã bỏ ra cho mình một phần mạng sống của họ đúng không họ đã bỏ ra một phần mạng sống của họ mà tiền bạc không mua được thì cái đó quý hơn tiền bạc không quý hơn tiền bạc nhiều nhưng mà thường thường mình không biết cho nên cái người ngồi bên cạnh mình mình ghét lắm mình bực lắm và trong nhà của mình cũng vậy ba mẹ mình ngồi với nhau mà cũng không có yên ba mẹ mình ngồi với mình cũng không yên mình ngồi với ba mẹ mình mình cũng không có yên tại vì mình không biết thời gian là gì là mạng sống cho nên mình ngồi mà mình không có quý trọng mình ngồi không quý trọng cái thời gian đó thì bây giờ mình biết thời gian là mạng sống thì mình ngồi đây bao nhiêu người ngồi ở đây với mình mình sẽ có được lòng gì ạ à? lòng biết ơn, lòng biết ơn rất là sâu sắc, tại vì người bên cạnh của mình đã sẵn sàng bỏ một phần mạng sống của họ ra để mà làm gì? Ngồi với mình, ngồi với mình, đúng không? Cho nên cái người mà thậm chí cái người mà họ ghét mình á, họ từng làm cho mình đau khổ hoặc họ đang làm cho mình đau khổ thì họ đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương tại sao? Tại vì họ đem sinh mạng của họ ra để mà gì? để ghét mình Họ không biết cái đó là rất là đáng quý đúng không? Rất là đáng quý Do đó là người thương mình Mình cũng thương được Mà người ghét mình mình cũng Cũng thương được là tại vì mình thương họ quá Họ không biết được rằng là Thời gian chính là Là mạng sống đó. Và mình biết được cái chỗ đó rồi đó Thì lúc nào mình cũng thương được hết trơn bởi vậy tại sao thầy mới nói với các bạn là mình thương cái cây được đúng không mình thương được người xung quanh được đó. nếu mà bây giờ các bạn ở đây các bạn nhỏ mình tập tập cho thầy thôi đó là khi nào đó mình ngồi bên cạnh ai mình hãy ngồi cho thật là trọn vẹn có mặt cho thật là trọn vẹn tại vì mình biết là người ngồi bên cạnh mình ngay trong giờ phút hiện tại bây giờ đang đem mạng sống của họ ra đang đem cái sinh mạng của họ ra để mà mà ngồi với mình thì có gì quý báu hơn ở trên cuộc đời này nữa và có chắc rằng cái khung cảnh này khóa tu này ngàn năm đâu dễ có hôm nay tại các bạn tại sao vậy tại vì ngày hôm nay khi mà rời khỏi chùa phước sơn rồi biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội để ngồi với nhau với những người bạn với những người thầy với những người anh người chị người cô người bác ở đây cho nên là khung cảnh này ngôi chùa này ngàn năm đâu dễ có hôm nay đúng không các bạn khi mình ngồi ở trong gia đình của mình cũng vậy mình nói ba ơi mẹ ơi ba mẹ ngồi xuống đây với con cái khung cảnh này cái gia đình này ngàn năm đâu dễ có hôm nay. Đúng không? Nhiều lúc ba mẹ của mình phải ngồi với mình một cách trọn vẹn và mọi người ở trong gia đình biết trân quý nhau từng cái giây phút bên nhau. Thì gia đình của mình sẽ đầy ắp tình thương, hoặc là những người bạn mà đến với mình, mình chơi với bạn mình đó thì bạn mình sẽ rất là thương mình tại vì mình nói cái gì ra bạn bè mình nói cái gì ra đó Mình cũng lắng hết tai để mình nghe Bạn bè mình cho cái gì Mình cũng trân trọng Tại vì mình biết thời gian mà bạn có mặt với mình Đó là thời gian quý báu nhất Vậy thì hôm nay các, các bạn, các em đã thấy ra được cái gì không? Thấy ra được cái gì cho tới giờ phút này không? Thấy cái gì? Thấy một điều vô cùng quan trọng Vô cùng quan trọng Đó là thấy được một cái giáo lý mà đối với những vị tu hành rất là cao siêu, nhiều lúc có nhiều vị tu lâu năm mới thấy. Mà các bạn nhỏ vào tu tập ở trong chùa Phước Sơn ngày hôm nay mình thấy được luôn và mình giác ngộ luôn. Đó là giáo lý về vô ngã. Vô ngã. Vô ngã là sao? Vô ngã không phải là cái không phải là không có cái tôi các bạn. Mà vô ngã có nghĩa là không có bất cứ cái gì ở trên đời này mà tồn tại một cách riêng biệt, độc lập. Không có cái gì mà tồn tại một mình nó hết trơn á. Mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này tồn tại là vì có cái khác tồn tại. Đúng không ạ? Vì có cái cây tồn tại cho nên mới có mình tồn tại. Vì có người xung quanh của mình khỏe mạnh cho nên mình mới mình mới khỏe mạnh mình không cần những người hay ho đúng không mà mình chỉ cần những người bình thường không có ho mình không cần những người hay ho mình chỉ cần bình thường thôi tất cả mọi thứ mình chỉ cần bình thường chứ ở đây mà ai mà hay ho là mình bỏ chạy liền thì mình thấy là ngày hôm nay mình ở chùa phước sơn tuy mình tuổi rất là nhỏ các bạn tuổi sẽ rất là nhỏ nhưng mình giác ngộ được là ta là gì ta là gì ta là tất cả những gì có mặt quanh ta và ta không thể nào tồn tại một mình mà ta tồn tại vì tất cả những cái xung quanh của mình tồn tại và thời gian mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là có hàng hay là vô hàng có hàng cho nên khi mà ai đó tới với mình thì mình vô cùng biết ơn vì họ đã đem một phần sinh mạng của họ để có mặt cho mình và đó cũng chính là những ý niệm mà tâm nguyên muốn được gửi đến cho toàn thể các bạn có mặt trong khóa tu ngày hôm nay chúng con một lần nữa xin được kính tri ân trên uh, thầy trụ trì chùa Phước Sơn cùng uh, quý chư tôn đức đã tạo duyên cho chúng con uh, có buổi uh, chia sẻ ngày hôm nay. Uh, chúng con xin kính chúc trên thầy trụ trì trên chư tôn đức luôn được pháp thể khinh an phật sự viên thành. Uh, chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân đến toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử, các bạn trẻ tham dự khóa tu đã có mặt ngày hôm nay, đã dành những phút giây tịnh lặng thực tập cùng nhau, trao cho nhau những yêu thương, những nụ cười và dành cho nhau một phần mạng sống để có mặt trọn vẹn với nhau trong giờ giờ phút vừa qua. xin kính chúc cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử quý bạn trẻ luôn được nhiều sức khỏe an lành trong sự gia hộ của mười phương chư Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, các bạn ơi. À, thời điểm này là thời điểm rất là quý bởi vì đại đức giảng sư dành cho chúng ta vài phút để các bạn có câu hỏi thật là hay, thật là ý nghĩa để mà gửi đến đại đức giảng sư chia sẻ cho các bạn. À, trong các bạn khóa sinh chúng ta ai có những câu hỏi nào? Mà chúng ta đã tâm huyết, đã ấp ủ hôm nay chúng ta gặp được gọi là fan hâm mộ của mình cơ hội ngàn vàng có một à, bạn nào có câu hỏi giơ tay cao lên ban tổ chức sẽ à, truyền mic đến cho các bạn đặt câu hỏi lên đại đức à, các à, xin mời ban tổ chức một phần à, bạn nào đặt câu hỏi hôm nay sẽ nhận được phân quà của thầy ở trên này yeah. cho nên là mạnh dạng đặt câu hỏi ha Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa toàn thể quý vị phật tử cùng các bạn khóa sinh thân mến à, con kính bạch à, thầy à, nhân dịp khóa tuần này con cũng có một vài câu hỏi muốn được à, hỏi thầy à, thực sự là trong cuộc sống đặc biệt là đang ngày càng phát triển như thế này thì các bạn trẻ của tuổi con um, gặp khá là nhiều áp lực trong cuộc sống thì con khi mà con được nghe pháp thì con được khuyên là chúng ta nên quay trở về và làm bạn với chính mình và quay tự thân mình nhưng mà thực sự thì để mà quay về với chính mình, làm bạn chính mình thực sự nó không dễ. Thì nhân dịp này thầy có thể hướng dẫn cho chúng con có thể à, có những bước nào đó để mình có thể bước đầu quay về thực tập để mà mình sống để làm bạn với chính mình được không ạ? À? Vâng, mô Phật ạ. À. Rồi, đây là một câu hỏi rất là hay. À, thầy ơi, thầy tặng cho bạn này, cho có một món quà ở trong này, ở trong này, dạ. Dạ, Nam Mô Di Phật, con cảm ơn thầy. Rồi, à không, cái đó là cho nhiều bạn lắm, chỉ lấy một phần thôi. <laughs> Rồi, à, làm thế nào để mà có thể quay về được? Dạ, yeah. thì trước hết là em đừng có gì ạ, à? em đừng có đi, em đừng có đi xa quá. thường thường người ta nói là quay đầu là ngờ là bờ nhưng mà sao ai ngờ nước đã quá mênh mông các bạn ở đây có hay đi biển không nhiều lúc uh, quay đầu là bờ mà ai ngờ nước đã quá mênh mông cho nên điều đầu tiên là mình đừng có gì à đừng có đi xa quá không đi xa cái gì thứ nhất là không có đi xa quá cái đạo đức căn bản của một con người ví dụ ở trên cuộc đời này có những thứ mà sai lầm có thể sửa chữa nhưng mà có những thứ sai lầm mà không bao giờ có thể sửa chữa được đúng không? Giống như những người mà phạm tội nhà thì có thể vào tù ở vài năm nhưng mà phạm tội giết người thì vào đó ở luôn đúng không? Thì cái đó là gì ạ? Trước hết là em đừng có bao giờ đi xa quá, em không đi xa quá. Mà em phải biết giới hạn bản thân của em là phải giữ đạo đức căn bản của một con người bình thường. Cái thứ hai nếu như bạn là một người Phật tử, bạn phải giữ được cho mình năm cái phẩm chất đạo đức của một người Phật tử đó là gì? Thứ nhất là gì? Không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ không tư không nói dối và cuối cùng là gì ạ? Không. không uống rượu. Đó là em không có đi xa quá với những cái phẩm chất tốt đẹp mà em đã có sẵn trong em thì em sẽ có cơ em mới còn có cơ hội để để quay về. Còn một khi mình đã đi quá giới hạn cho phép thì dù mình có muốn quay về đến nửa thì mình sẽ quay lại ở lúc nào? Kiếp sau. Chỉ có kiếp sau mới quay lại được đúng không? Giống như có những bàn mê trai đến nỗi khi nào đầu thai mới có thể hết được. thì điều đầu tiên là không có đi ra ngoài giới hạn đạo đức căn bản của một con người thứ hai đó là mình đừng đi xa đừng đi xa chùa quá đừng đi xa thầy quá đừng đi xa quá những người có trí tuệ có tình thương nếu mình chưa đủ khả năng để thay đổi mình mà những người có tình thương như cha mẹ mình thì mình đừng có gì, đừng có vì những cái bất mạng đừng có vì những cái giận hờn mà sớm rời vòng tay bạo bọc yêu thương của của cha mẹ mình hay mình đừng có để gì việc học hành những cái việc trong cuộc sống làm cho mình đến nỗi là một năm 365 ngày mình không lên chùa để làm làm gì một lần để tắm đúng không? Không lên chùa để tắm được con một lần thôi. Thành ra là mình phải biết nắm lấy những cơ hội khi mà mình có những khóa tu như vậy. Một mình 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 sẽ có tính gì? Tính lười biếng. Mình làm cái gì một mình mình sẽ rất là lười biếng. Mà có nhiều người thì mình có động lực để mình đi. Cho nên muốn đi xa thì đi bao nhiêu người? muốn đi nhanh thì đi bao nhiêu người muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn đi xa thì đi bao nhiêu người nhiều người tức là hai người hai người trở lên vậy thì mình muốn có một cái động lực để mà lúc nào cũng mình cũng có thể bền bỉ trong việc quay lại với chính mình thì mình cần có một cộng đồng một cộng đồng đó là cộng đồng của sự tỉnh thức cộng đồng của sự thương yêu và đó chính là gì ạ? Đó chính là ngôi chùa, đó chính là những nơi sinh hoạt lành mạnh, đó có thể là ở trong gia đình của mình. Thì đừng bao giờ tách rời mình ra khỏi những cộng đồng đó. Nếu như mà mình chưa có gì ạ? Chưa có đủ vững mạnh một mình mình để mà chuyển hóa thân tâm của mình. Cho nên điều ở đây là mình chỉ cần nhớ một điều thôi làm sao để quay về với chính mình đó là gì em em sao ạ? Em đừng có gì đừng Em đừng có đi xa quá dạ mô Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy thân tâm thường an thường lạc, tăng sự các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ à, con bạn nào hỏi được không? À, không biết là quý Thầy ấy mình có bao nhiêu thời gian cho mấy bạn? À, bạn nào có câu hỏi để chúng ta giơ tay cao lên ạ. À. Rồi, <laughs> Thầy mời. Mấy, mấy bạn kia nói là cứ hỏi đi sẽ có quà. Em có một câu hỏi là em không hỏi gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Môn Đi Phật, Kính Bạch Thầy. Lời đầu tiên cho con xin phép được tri ân công đức của Thầy đã dành một chút thời gian quý báu của mình về đây để chia sẻ những lời pháp thoại cho các khóa sinh và cũng như tất cả mọi người. Con xin thay mặt mọi người tri ân Thầy. Con thì không có câu hỏi nào muốn hỏi Thầy. nên Nhưng con chỉ có một món quà muốn tặng Thầy. Đó là một bức chân dung con tự vẽ Thầy. Bởi vì con được biết đến Thầy qua con được biết đến thầy qua các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội cũng rất là nhiều. Hôm nay được có cơ duyên gặp thầy về đây nên con đã tranh thủ một những thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình khi ở khóa tu vẽ tặng thầy một bức chân dung và con hy vọng thầy sẽ nhận nó ạ. Di Đà Phật ạ. dạ cảm ơn bạn rất là nhiều rồi còn có còn, còn bạn nào hỏi nào không thầy mời một câu hỏi tiếp theo rồi thầy mời bạn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính đọc Sư tôn thầy à, và nhân dịp à, sự hữu duyên hôm nay thì con à, xin hỏi thầy một câu hỏi là à, trong cuộc sống chúng ta thì vô vàng thử thách có rất nhiều khó khăn có đôi lúc những bế tắc à, thì à, con mong thầy cho chúng con một lời khuyên là những lúc như thế thì chúng con à, sẽ nghĩ đến điều gì hoặc là à, có động lực từ đâu để chúng ta vượt lên từ những khó khăn và bế tắc thế con à, con xin hỏi thầy rồi câu hỏi rất là hay làm sao để có thể vượt qua được những thử thách những khó khăn ở trong cuộc sống những lúc khó khăn thử thách thì mình cần phải làm gì cần phải làm gì các bạn yeah, rồi mình hay nghe người ta nói một câu đó là khi một cánh cửa này đóng lại thì sao à, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra nhưng mà đó chỉ là gì ạ à? đó là một cái sự tưởng tượng và gì một cái sự mong mỏi nhưng mà thực tế đó có khi một cánh cửa này đóng lại thì ngôi nhà đó nó cũng sẽ sập luôn à, có nghĩa là những khổ đau nó sẽ vẫn xảy ra và thậm chí mức độ khổ đau nó còn lớn hơn cái điều mà mình mong đợi là nó sẽ thay đổi cho nên ở đây ngày hôm nay tất cả các bạn ở đây chúng ta sẽ cùng có một cách thức để có thể vượt qua tất cả mọi khổ đau ở trong cuộc đời này các bạn có muốn cái đó không? Không muốn không? Muốn thì bây giờ ngồi thẳng lên, nghe cho kỹ ha, nghe cho kỹ. Muốn vượt qua khổ đau trong mọi khó khăn thì mình phải nghe cho kỹ. Hôm nay giờ các bạn mình ngồi ở đây, có ai nghe tiếng quạt kêu không? Thấy tiếng mấy tiếng quạt gió này kêu có không? Mình có nghe tiếng ồn ào bên ngoài không? Mình có nghe tiếng xâm xì của những người bạn xung quanh không? Mà mình có cần phải cố gắng để nghe không? Không có cố gắng đúng không? Mình không cố gắng mà mình vẫn nghe được là chưa. Còn hồi nãy giờ các bạn đang nghe thầy là cố gắng để nghe đúng không? Cố gắng để nghe có nhiều bạn ngồi mệt mỏi hết sức mà cũng cố gắng ngồi yên. Thì có hai có hai sự khác biệt ở đây. Một một bên là không cố gắng mà vẫn nghe được, vẫn biết được, vẫn thấy được còn một bên là nhiều khi cố gắng lắm mà còn không hiểu là mình đang nghe cái gì. À, thì Đức Phật nói là những cái mà mình không cần cố gắng mà mình vẫn nghe được, không cần cố gắng mà mình vẫn thấy được, vẫn biết được thì đó gọi là là gì? là cái tánh giác ngộ của mình, là Phật tánh của mình. Các bạn có hiểu được chưa? Thấy được Phật tánh của mình không? Tức là cái mà không cần nghe, không cần cố gắng để nghe, không cần cố gắng để nhìn mà mình vẫn thấy, vẫn nghe được. Đó là Phật tánh của mình. Còn những cái mình cố gắng để thấy, để nghe, để biết, thì đó là mình đang sống với cái tâm có, có điều kiện. Vì cái này nó phát sanh ra, cho nên là có cái kia nó phát sinh ra ví dụ như thầy nói mà các bạn cảm thấy phù hợp các bạn cảm thấy vui vẻ thì các bạn làm gì cười vỗ tay đúng không mà thầy nói mà cảm thấy không có vui các bạn buồn ngủ các bạn khó chịu thì những cái đó đều là có cái gì phản xạ có gì phản xạ có điều kiện phản ứng có điều kiện và hầu hết trong suốt cuộc đời của chúng ta từ khi chúng ta còn chừng này tuổi nhỏ xíu như vậy cho đến khi ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay chúng ta bị rơi vào một cái trò chơi đó gọi là trò chơi của tâm trí chúng ta bị gì chúng ta bị lừa bị lừa tại vì sao chúng ta chạy theo cái gì khi mình được thì mình vui khi mình mất thì mình buồn khi mình thành công thì mình vui khi mình thất bại thì mình buồn khi ai đó mà tung hô tung hô tân bốc mình thì mình vui mà ai đó xúc phạm tới mình thì mình buồn bực khó chịu vậy thì thọ vậy thì rõ ràng á là hầu hết chúng ta sống vì cái gì vì cái tâm có gì có điều kiện đúng không có điều kiện và mọi cái khổ đau đó sinh ra là vì vì có điều kiện giống như ngày hôm nay chúng ta tới chùa Phước Sơn á có thể các bạn sẽ có được một niềm vui và cái niềm vui ngày hôm nay á ngày mai có thể vẫn còn nhưng mà một năm sau có chắc còn không không chắc là chúng ta sẽ còn giữ được cái niềm vui đó cho nên cái vui này cái buồn này cái khổ này những cái đó là có thật hay không không có thật vì không có thật cho nên nó mới mất không có thật nó mới mất các bạn có hiểu được chỗ đó không không có thật nên nó mất do đó là hầu hết á, mọi đau khổ mà xảy ra trong cuộc đời này của mình là vì mình sống với cái tâm có gì có điều kiện à, vì vậy khi mà cái chuyện gì xảy đến với mình á, thì mình sẽ đọc một câu chú để mình vượt hết vượt qua hết mọi khổ đau các bạn có muốn đọc muốn đọc câu chú đó không muốn không rồi bây giờ đọc theo thầy ha tâm không điều kiện cuộc đời an nhiên đọc lại các bạn đọc lớn lên mình sẽ không lao theo cái tâm cái điều kiện nào nữa hết vui mình cũng sẽ hỏi một câu là cái gì đang làm cho mình vui và niềm vui này có thật sự kéo dài hay không và khi mình cái gì làm cho mình buồn mình cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là cái gì đang làm cho tôi buồn và cái buồn này sẽ kéo dài được bao lâu nếu mà cái buồn này nó sẽ kéo dài hàng tỷ năm thì mình sẽ buồn mãi nhưng mà chắc chắn rồi sẽ không bao giờ có những niềm vui nào là mãi mãi mà không có nỗi buồn nào là mãi mãi cả vì chúng ta hiểu được hai chữ gì các bạn ai biết ai biết vô vô thường đã là vô thường thì không có gì không có thật không có bền không có không có chắc cho nên từ đây đến chết chúng ta sẽ còn nhiều chuyện đau khổ nhiều chuyện rắc rối nhiều khó khăn sẽ đến với cuộc đời của mình nữa nhưng mà cái chuyện đó tới á, thì mình biết được là nó đang gì ạ à? nó đang làm gì các bạn nó đang gì nó đang lừa mình nữa rồi đúng không nó đang lừa mình và cho nên vừa rồi tôi nguyên mới dạng ở chùa hồng pháp một bài là gì em lừa tối, em lừa tối đây à nếu mà các bạn có muốn nghe kỹ hơn Thì về lên Youtube gọi cái bài là Em lừa tôi đấy à Thì các bạn sẽ hiểu là Cuộc đời của mình sẽ bị lừa Từ cái cái tâm trạng này Tới cái cảm xúc nó cứ như vậy Nhưng mà bây giờ mình biết rồi Nó không lừa được mình nữa Mình biết rồi Cho nên đó, ở đây chúng ta sẽ không có một cái gì ạ Không có sợ khó khăn Mà chỉ sợ rằng là Mình không biết nó gì Không biết nó lừa nếu mình biết nó lừa thì cú lừa nào rồi cũng sẽ kết thúc hết trơn. Màn kịch nào rồi cũng sẽ hạ màn. Và rồi mặt nạ nà nào cũng sẽ lột ra. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ vượt qua những đau khổ ở trong tương lai của mình. Dạ, Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn bạn nào muốn nhận quà của Thầy Tâm Nguyên nữa nè? Còn bạn nào muốn nhận quà không nè? Ồ, rất là nhiều cánh tay. Dơ, dạ mời mấy cái vị lớn tuổi ở ngoài mấy 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 cô bác mấy anh à, chị ở ngoài này dạ. đại đức giảng sư ưu tiên cho quý đạo hữu bên ngoài đặt một câu hỏi vậy thì à, xin mời ban tổ chức chúng ta truyền mic đến để quý vị đặt câu hỏi Dạ. Yeah. À, quý vị nào ở ngoài thì quý vị sẽ à, nói rằng là à, mình tên gì để cho mọi người biết là người đặt câu hỏi là ai đến từ đâu, đến từ thiên đường hay là đến từ hạ giới. Dạ. <laughs> yeah. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, chúng con đến từ chùa Đông Yên thành phố Tam Kỳ và hôm nay chúng con cảm thấy rất là may mắn khi mà mặc dù không có điều kiện để tham dự khóa tu nhưng mà chúng con có cơ hội để có mặt tại đây nghe pháp trực tiếp của quý thầy à, Kính bạch thầy là à, tụi con hiện nay tuổi thì từ 25 đến 30 tuổi một độ tuổi mà không phải quá lớn nhưng mà cũng không nhỏ à, chúng con cũng đã gặp những cái biến cố những cái thay đổi sóng gió giữa cuộc đời khi mà bước vào đời thì à, à, mỗi lần như vậy thì chúng con cũng được lắng nghe những lời khuyên là à, con hãy cứ như đất hãy tiếp nhận mọi thứ dù là nắng mưa hay là nhiệt hay là lạnh con hãy cứ lặng lẽ mà tiếp nhận để cuộc đời mình an nhiên nhưng mà À, đôi khi con lại băn khoăn rằng là nếu như mình cứ hiền lành cứ im lặng chấp nhận không phản kháng giữa cuộc đời này thì như vậy chúng con có phải là một người quá là yếu hàng quá là nhút nhát và sống như vậy giữa cuộc đời thì à, có tốt có xứng đáng không à, con cảm ơn thầy rồi một câu hỏi rất là hay khi người ta đụng thì mình có chạm không dạ <laughs> yeah. Cái này nghe quen quen ha. Khi người ta đùng thì mình phải chạm. Các bạn thân mến, uh, trong cuộc sống của mình đó, mình phải chia ra hai cái hai cái mức, hai cái cái cấp bậc sống khác nhau. Cái cái cấp bậc đầu tiên của cuộc sống đó là sống như như bình thường bao người ở trong cuộc đời này. Và cái cấp độ sống thứ hai đó là sống với tâm thức của một bậc thánh nếu mà sống ở với một cái địa vị của một người phàm phú đó thì thông thường khi người ta đồng thì mình sao à, mình chàm và nếu mình chọn cái cách sống của một người phàm phu thì cứ ai đồng thì mình sẽ mình sẽ chàm và ở bên Thái Lan có một vị thiền sư tên là A chan Cha và Tâm nguyên nhớ là vị thiền sư đưa ra một cái ví dụ rất là hay ngài nói là ví dụ như khi mình bị một con chó nó cắn mình thì mình không thể dùng cái miệng mình mình cắn nó lại tại vì như vậy là mình với nó sao như nhau đó cho nên là một con người sẽ không bao giờ quay cái miệng của mình để xuống cắn một con chó là mình biết được cái gì cái mình đang sống ở trong cái địa vị nào ở trong cái từng mức nào của đời sống tâm linh do đó nếu mình chọn theo một cái đời sống bình thường á thì người ta đồng thì mình sẽ chạm nhưng mà đối với những vị sống ở trong cái tâm thức hoặc là hướng tới đời sống thánh thiền giống như những vị đại giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc hiền thánh thì chúng ta phải thực, thực tập được những cái đức tánh của những bậc hiền thánh, đó là gì ạ? Là đức tánh không có phản, phản ứng. Tại sao mình phản ứng, hồi nãy giờ hồi nãy có nghe kỳ không? Tại sao? Tại vì mình sống với cái tâm có điều kiện cho nên mình phải mình mới phản ứng. Rõ ràng là mình sống có cái tâm có điều kiện nên mình mới phản ứng. Người xưa nói như vậy này, người xưa định nghĩa thế nào là một bậc quân tử. Các bạn coi phim phim kiếm hiệp có cái nào coi về quân tử chưa? Quân tử thì sao? Không phải quân tử trả thu 10 năm chưa muộn cái đó không phải. Quân tử là khen không mê mà chế cũng không có bực khen không mê chê không bậc thì mới đó đó mới gọi là chân thật quân tử còn mà quân tử mà gì à? quân tử nói đi là quân tử dài quân tử nói lại là quân tử khốn đó. đó. là không phải là quân tử rồi đúng không cho nên cái mình phải chọn cho mình không thể suốt đời của mình mình chọn với cái địa vị của một con người phàm phu mà mình phải đưa con người của mình thoát ra khỏi cái thân xác phàm phu và những cái phàm tính đối đại có điều kiện được mất hơn thua buồn dần sống mãi ở trong đó thì mãi mãi cuộc đời này chúng ta sẽ chỉ là những con người phàm phu mà không bao giờ đặt chân của mình vào vùng đất của sự thánh thiện nếu lấy ra một bài học gần gũi mà mọi người Phật tử đã từng học thì chúng ta sẽ thấy ai là người đã từng hại đức phật nhiều nhất ai đề bà đặt Đa đúng không đã hại đức phật đến hơn hai lần muốn giết phật muốn ám sát phật nhưng mà rồi á bạn thân đức phật ngài không có một cái phản ứng gì giận hờn không giận hờn không trách móc không trì chiết không rủa không trù rủa đúng không mà đức phật còn nói rằng là với cái hành động của đề bà đạt đa thì ông sẽ chịu quả báo rất là nặng ông sẽ rơi vào địa ngục nhưng mà sau khi hết khổ đau ở trong địa ngục rồi thì ông sẽ có cơ hội trở lại làm người tu tập và thành phật đó là cách phản ứng tâm thức của một bậc thánh nhưng mà nếu như mình là một người tu tập sâu sắc quý vị các bạn các em mà có cái sự tu tập sâu sắc mình đọc tới đoạn này trong cuộc đời của Đức Phật thì mình sẽ khóc. Đố các bạn biết tại sao mình khóc? Tại sao mình khóc? Tại vì Đức Phật vị đài quá. Bây giờ mình đi ra ngoài đường ai mà tác cho mình một tác tai thì sao? À, mình sẽ tác lại một tác tai liền chứ không phải đơn giản. Huống gì là cái người mà nhiều lần ám sát mình mà mình còn nói là ơi ông sao đâu ít bữa ông thành Phật á. Có về không các bạn? Không có về chút nào. Vậy thì không lẽ suốt cả cuộc đời của mình, mình chỉ sống với cái tâm phàm phu là ai đồng mình cũng sẽ, mình cũng sẽ chạm. Do đó đó, bây giờ mình học được cái hành của Đức Phật. Sau này đi ra ngoài đường mà người nào không dễ thương á, thì mình sẽ nói câu gì ạ? Nói gì giống như Đức Phật nói? Anh sẽ thành Phật đúng không? Cái câu nói đó là hơi xa xỉ. Nói vậy người ta tưởng là mình xúc phạm họ. Nhưng mà mình phải nói cho họ một câu là Nhìn anh như vậy nhưng mà anh rất có gì? Rất có căng tu Các bạn có tin không? Cái này nói ra nói Cái người hung dự như vậy, cái người độc ác như vậy Mà mình nói với họ là Nhìn anh rất có căng tu Như vậy chẳng khác nào là mình nói gì? Nói dối đúng không? Nhưng mà thật ra mình không, hoàn toàn không nói dối Các bạn có biết căng tu là gì không? Căng là gì? căn là gốc là rễ tu là gì tu là sửa đổi căn tu người có căn tu là người có khả năng sửa đổi vậy thì nói vậy là nói dối hay nói thật ai cũng có khả năng sửa đổi không bất kỳ vị thánh nào cũng có một quá khứ và bất kỳ tội đồ nào cũng sẽ có một tương lai không có bậc thánh nhân nào mà không có quá khứ và không có tội đồ nào mà không có không có tương lai vậy thì khi mình gặp một ai đó mà chưa dễ thương thì mình nói cho họ rằng là anh là chị là người có căn tu thì đó là một cách mà mình giúp cho họ có được cái gì có được một niềm tin có thể ngay lúc đó họ sẽ không có không có nghe hoặc họ chưa tiếp nhận nhưng mà có người mình hay lắm mà các bạn Đến một ngày nào đó người ta sẽ có sự suy nghĩ lại Và người ta sẽ nhớ là à hình như hôm bữa Có người nào đó nói với mình rằng là Mình rất có gì? Có căng tu Cho nên nhờ nhờ cái hạt giống mà mình đã gieo vào trong họ Họ từ một người không dễ thương Từ một người không hiền thiện Trở thành một người dễ thương, tốt đẹp Thì có như vậy mình mới xứng đáng là một người có Có tu tập và vượt ra khỏi cái thân xác phàm phu này và nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thầy mời một câu hỏi tiếp theo của quý vị các bạn giơ tay cao lên nè ở dưới ưu tiên ở dưới Honoroso. 那么。<the> <laughs> Chưa có câu hỏi thì em sẽ chuyện cho người khác xong rồi em bình tĩnh em hỏi lại. Rồi, mời ngồi xuống ha, hay là ngồi hay là tiếp tục? Em hỏi. Em hỏi là nếu mà Dormit con đưa mít lên sát miệng đi. Nếu mà lớp 9 <laughs> em thấy lên lớp 10 mà thật là sợ là cái cổng gió nó ra sôi với Là sao ạ? Dạ thầy có thể nhắc câu hỏi được không ạ? Dạ thưa là em đang chuẩn bị lên lớp 9 đúng không? Thì em đang lo á, cảm giác mà thi lên lớp 10 nó, nó bị tập đó Thì nó sẽ như thế nào? Em đang rất là háo hức chờ đợi Rồi Một câu hỏi rất hay Và nghe nghe thầy nói Nếu mà em thi lên lớp 10 mà em không đầu Thì em sẽ làm đại ca của lớp 9 là mình được hay mất được hay mất à, được mà cho nên không có gì phải sợ hết trơn cái đầu tiên là đằng nào mình cũng sẽ được hết thứ nhất là được làm lớn ha. cái thứ hai là được gì được thầy cô thương gặp lại những, được gặp lại những người mình thương điều thứ ba nữa là được lại ở lại trong trường nhiều hơn nhưng mà không có sao đâu cứ, cứ lo cố gắng học tập rồi sẽ bước lên thôi các bạn có biết cái con gì mà Nó tạo thành con bướm không? À có con sâu Mà các bạn đây có bao giờ Thấy con sâu mà biến thành con bướm bao giờ chưa? À, từ một con rất là xấu xí Mà thành con bướm Thì nó phải có một cái quá trình lột xác Rất là đau đớn đúng không? Và con, con gì lột xác nữa? Con rắn đúng không? Có khi nào thấy xác rắn không? À con rắn muốn lớn lên Nó cũng phải lột xác và không có cái sự lột xác nào mà không có đau đớn hết Nhưng mà nếu mà mình không chịu lột xác Mình không chịu lớn lên Không lẽ mình muốn làm gì? Muốn làm đại ca hoài đúng không? không thể làm Mình không thể làm hộ báo trường mẫu giáo hoài được <laughs> Mà mình phải lớn lên để làm một người bình thường Do đó là Tất cả mọi thứ thì các em chỉ cần cố gắng học Cố gắng nỗ lực Thì rồi cái gì cũng vượt qua cả cứ yên tâm ha, dạ, yeah. không sao cả. rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? đưa tay cao lên. ở phía sau có một một bạn nữ hỏi, dạ. Yeah. nếu mà quý quý vị Phật tử ở bên ngoài đó, mình có hỏi gì thì mình cũng có thể đưa tay lên, dạ. Yeah. hoặc là có chia sẻ gì hoặc là có một bài hát gì đó muốn tặng một câu hò sứ quảng mình muốn hò dạ yeah. dạ con kính chào bậc thầy đầu tiên con xin cảm ơn vị thầy đã dành ít thời gian của mình đến đây để tham dự khóa tu của chùa năm nay à, con muốn hỏi một câu hỏi với thầy là con thường nghe giảng pháp của thầy thích trúc thái minh của chùa ba vàng và con muốn uh, con ng được nghe là đại chúng của chúng ta khi muốn mà uh, tăng trưởng phúc báo thì sẽ thường quay về và quy y tam bảo thì con muốn hiểu rõ hơn về uh, quy y tam bảo là gì con xin tri ân công đức của bồi tài rồi đây là câu hỏi rất là hay À, các bạn biết không là thường người việt nam mình á, là mình xài cái chữ gì nhiều hán việc nhiều đúng không à, cho nên là nhiều lúc mình nói mà chính ngay bản thân của mình mình cũng không hiểu là mình nói cái gì dù mình nói trong đời sống hàng ngày thì hôm nay câu hỏi của bạn là một câu hỏi rất là tốt thế nào gọi là quy y tam bảo ở đây ai đã quy y tam bảo rồi như vậy là hình như chưa được 50% mươi à. quy y tam bảo là gì thứ nhất cái chữ quy có nghĩa là quay về y là gì y là nương tựa các bạn nói theo thầy quy là quay về y là nương tựa vậy thì quy y là gì hiểu chưa hiểu chữ quy y chưa đó là chữ nho chữ nho mình translate ra thành tiếng việt <laughs> dịch ra thành tiếng việt Quý y tam bảo có nghĩa là quay về nương tựa tam bảo là gì tam bảo tam là ba bảo là báu tam bảo là ba ngôi báu ba ngôi báu có bao cái gì phật pháp và tăng phật là bậc thầy giác ngộ pháp là những gì mà Đức Phật dạy cho mình để được giác ngộ như ngài. Và tăng là những người tiếp nối con đường của Phật để mà truyền trao chánh pháp. Vậy thì khi mình quy y Tam bảo có nghĩa là mình quay về nương tựa ai? Phật, pháp và và tăng. Hay nói một cách nào đó dễ hiểu hơn. Quy y Tam bảo là mình quay về nương tựa một vị thầy tốt thứ hai là mình quay về nương tựa những, những quyển sách những lời dạy hướng đến gì? hướng đến chân lý và quy y tăng có nghĩa là mình hướng đến để mà nương tựa những người bạn lành cho nên một người mà biết trong cuộc đời này mà có được một người bạn tốt này rồi có được những cái môi trường học tập tốt tức là pháp đó và có được những người bạn lành thì người đó chắc chắn sẽ có thành công ở trong cuộc đời này nếu mình không có mình sinh ra trong cuộc đời mà không có thầy tốt, không có bạn lành, không có hướng đi tốt thì cuộc đời của mình chắc chắn sẽ rất là đau khổ. Cho nên tại sao quy y Tam Bảo lại sanh phước lành là tại vì mình có Phật là bậc thầy giác ngộ, pháp là hướng đi an lành giải thoát và tăng là những người bàn lành để cùng cùng nhau đi trên con đường giải thoát. Cho nên tăng nếu mà nói cho chính xác là tăng già là những vị xuất gia theo Phật và bốn vị trở lên thì mới được gọi là mới được gọi là tăng. Còn một vị thì thì không phải gọi là tăng mà chỉ là gì ạ? một người thầy tu thôi một người thầy tu mà một người thầy tu thì không thể đại diện cho cả một một tôn giáo một tập thể mà đức phật quy định là phải có bốn người thì như vậy mới gọi là mới gọi là tăng và đó là mình hiểu tăng theo cái hình thức của những người mình hiểu tăng theo cái đoàn thể của những người xuất gia còn hiểu tăng một cách rộng rãi hơn thì chúng ta phải thêm một chữ nữa gọi là tăng thân. Tăng thân là những người nguyện cùng nhau sống một cuộc đời tỉnh thức, thương yêu và phụng sự trong sự nghiệp đem lại an lạc hạnh phúc giải thoát cho người khác thì cái đó gọi là là tăng thân. Ví dụ như một người ngồi bên cạnh của mình cũng là một thành phần ở ở trong tăng thân. 500 bàn khóa sinh tu tập ở trong đây chúng ta là một tăng thân mà trong ba ngày này chúng ta phát nguyện sống an lành sống hạnh phúc sống không dần hờn không ganh ghét không hơn hơn thua vậy thì một người mà được sống ở trong một cái cộng đồng như vậy á chúng ta gọi là cộng đồng tăng thân tức là sống ở trong một cái tập thể mà hướng tới hướng thiện là hướng tới những điều tốt đẹp và hướng thường là hướng đến cái sự giải thoát ra mọi những cái vướng mắc ở trong cuộc đời này thì chắc chắn người đó là người có người có phước cho nên mình có hiểu được cái chữ là quý y tam bảo chưa rồi cuộc đời này sẽ rất là bất hạnh các bạn thấy là nếu mà cha mẹ mình sinh ra mà không có dạy dỗ cho mình á không có tập tành cho mình phân biệt cái gì là dơ cái gì là sạch các bạn đấy có em không có em nhỏ ở nhà không có không có, nếu mà mẹ mình sinh em ra rồi mẹ mình không có chỉ cho em mình cái gì là phân, cái gì là cơm mà nó còn nhỏ quá đó, mà không có ngăn cản nó thì nó có có khả năng là bút phân không, bỏ vào miệng không? Có không? Có chứ. Cho nên là cha mẹ của mình cũng là gì ạ? À? Cũng là một vị Phật, cũng là một người Thầy, do đó khi mình có cuộc đời này mình sẽ rất là khổ và mình không bao giờ biết phân biệt cái gì là đúng cái gì là sai cái gì là dơ là sạch nếu mình không có người hướng dẫn cho mình mà cao quý hơn nữa là phật hướng dẫn cho mình pháp hướng dẫn cho mình và những người thầy trí tuệ những người thầy có trí tuệ và đức hành hướng dẫn cho mình thì chắc chắn cuộc đời của mình sẽ rất là hạnh phúc và bình an thì đó chính là phước báo khi chúng ta Quy y tam bảo, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Quý vị bên này có ai hỏi gì không? Quý bác, quý cô bên này Dạ, có một vị, một câu hỏi cuối cùng uh, cho buổi uh, pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, yeah. dạ yeah, xin mời chị uh, Nón Hồng Dạ Nam Mô A Di Đà Phật Con xin kính chào Thầy và tất cả quý Phật tử đạo hữu đến tham dự khóa tu mùa hè năm 2020 của chùa Phước Sơn Di Hải. Dạ con đến đây cũng mong thầy giải thích cho con để cho con được rõ hơn là ở đây là vùng quê làm biển, đa số là dân con là làm biển và nghề buôn bán rồi đánh bắt cá là thông dụng phổ biến ở đây và bản thân con là cũng rất là muốn được quy y tam bảo nhưng mà vẫn còn nhiều cái lo lắng ở trong lòng. Rồi rất là con vẫn chưa đến được với một cái khóa quy y nào hết. Tại vì con sợ là con phạm vô trong các giới của tam bảo nên cũng mong nhờ thầy là giải thích để cho con được rõ và được được biết, hiểu rõ để cho con được uh, thoải mái hơn khi mà uh, đến với uh, các khóa tu để cho con uh, được uh, Quy Y Tam Bảo gần nhất ạ. À. Dạ con xin cảm ơn Thầy. Dạ Mô Phật, đây là một câu hỏi rất là hay, rất là hay. Và uh, có nhiều quý vị cũng vậy, ở vùng biển chẳng hạn, điều mình ngại nhất là gì? Sát sanh đúng không? Sát sanh. Và trong uh, Quy Y, tam bảo quý vị nên nhớ là quy y tam bảo là có hai phần một phần gọi là quy y tam bảo và phần thứ hai gọi là thọ trì ngụ giới quy y tam bảo là gì? hồi nãy giờ các bạn quý vị còn nhớ là gì không quy y tam bảo là gì quay về nương tựa gì phật pháp và tăng vậy thì không có ai trên cuộc đời này cấm mình quay về nương tựa phật pháp và tăng cả và trong buổi lễ quý y đó là mình có người phật tử thì phát nguyện phát nguyện ở đây có nghĩa là từ mình từ mình phát nguyện không có ai, không có ai ép buộc là mình phải giữ năm giới năm giới ở đây là gì thường thường mình nghe chữ giới á, là mình nghe nghe rất là sợ thường thường mình nghe là giới gì ạ à? giới cấm đúng không giới cấm nhưng mà thật ra đó giới không phải là cấm ai hết trơn á mà giới là gì giới là phẩm chất. Ví dụ khi mình là một người Phật tử mình có năm giới, có nghĩa là mình có năm cái phẩm chất. Không sát sanh là phẩm chất của yêu thương. Không dừa, à, không trộm cắp là cái phẩm chất của việc tôn trọng tài sản của người khác. Không nói dối là cái phẩm chất của à, của lòng tin. Không tà dâm đó là cái phẩm chất biết bảo vệ tiết hành gia đình của mình và gia đình người khác và không dùng các chất sai nghiền là cái phẩm chất biết yêu thương thân thể mình yêu thương những cái gì mà cha mẹ ông bà tổ tiên mình dành cho mình như vậy trong năm giới đó là năm phẩm chất mà một người phật tử nếu giữ gìn tròn vẹn được phẩm chất nào thì cuộc đời của mình sẽ thăng hoa ở phẩm chất đó và không có nghĩa rằng là một người quy y tam bảo phải giữ đầy đủ năm giới. Nếu chúng ta chưa giữ được, thông thường á, trong các cái buổi lễ quy y quý thầy nói rất là rõ, đó là con có con có giữ được không? Ví dụ như khi đọc giới đầu tiên, không sát sanh là không giết hại các loài sinh vật từ nhỏ như con như những con vi trùng đến cho những con lớn thì con có giữ được không? Thì những người Phật tử ở dưới có thể là im lặng vì gì chưa có giữ được hoặc là có thể nói là mô Phật con giữ được. Như vậy đó không phải là một điều ép buộc. Do đó việc quy y tam bảo là có thể dành cho tất cả mọi người. Đó có thể là một em nhỏ. Một em nhỏ thì có có quyền có được quyền quay về nương tựa tam bảo không? Có không? Có được quyền quay về Phật Pháp Tăng không? Có. Một, người, một, một cụ già 80 tuổi, 100 tuổi vẫn có được cái khao khát ước muốn quay về với tam bảo thì điều đó không có gì sai cả, nhưng mà tốt đẹp hơn, cao quý hơn nếu như mình vuông đắp lên cho mình những cái phẩm chất, nắm cái phẩm chất của người Phật tử thì điều đó sẽ làm cho con cho cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp hơn và có một điều hết sức quan trọng mà mình cần phải thấy rõ và phải thừa nhận một cái sự thật là ở trên cuộc đời này có ai cấm mình làm gì được không? Có ai cấm mình làm gì được không? Thật ra không có ai cấm mình làm gì được hết. Pháp luật là dùng để làm gì? Để răng đe và và trừng trị. Đúng không? Pháp luật là dùng để răng đe và trừng trị. Nếu như cho nên là mình vẫn thấy ở ngoài đời vẫn có những cái chuyện Tề nạn, đau khổ xảy ra có nghĩa là thực chất á, là trên đời này á, không có ai cấm ai được cái gì cả mà có pháp luật là để trừng trị để răng đe để mình không làm những điều xấu cho nên giới ở trong nhà Phật cũng vậy không đặt ra để cấm bất cứ ai và không có phải vì mình đi quy y tam bảo mà mình sẽ trở nên tội lỗi mà mình quy y tam bảo là để làm gì quay về gì quay về nương tựa Phật pháp và và tăng Nhờ nương tựa Phật pháp và tăng mà mỗi ngày chúng ta có thêm được những cái phẩm chất đạo đức bên trong của mình nhờ thông qua cái việc là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất gây sai miệng thì đó là chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của việc quy y tam bảo và chúng ta sẽ mạnh dạng dù chúng ta có đang là ai, dù chúng ta có chưa có tốt đẹp thì chúng ta vẫn có được một cái đặc ân Chúng ta vẫn có một cái quyền đó là quyền để được quay về nương tựa ba ngôi báu Phật pháp và tăng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này thì mời tất cả các bạn khóa sinh chúng ta ngồi thẳng, chắp tay sen búp và mời toàn thể đạo tràng chúng ta cũng trang nghiêm chắp tay sen búp. Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật tuyên dương Pháp Diệu Huyền là phước điền cho nhân loại gieo duyên là mô phạm cho nhân thiên cung kính với tâm nguyện thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sinh và nhiệt huyết của một vị giảng sư trẻ đại đức giảng sư thích tâm nguyên đã hiện diện tại khóa tu của chúng ta và gần hai tiếng đồng hồ trôi qua những pháp nhũ của đại đức giảng sư dường như làm cho không gian trở nên tươi mát giữa cái oi bức của mùa hè. Đúng nè, các bạn cho một tràng pháo tay. Giờ này tiếp theo chương trình, chúng con xin kính mời Đại Đức Thích Thông Thắng, trụ trì chùa Phước Sơn, trưởng ban tổ chức khóa tu, có lời cảm tạ gửi đến Đại Đức Giảng Sư. Xin kính mời Đại Đức trưởng ban tổ chức. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư. Kính thưa à toàn thể quý đạo hữu Phật tử gần xa đến đây thính pháp. Thưa à toàn thể hơn 400 tu sinh hiện diện nơi đạo tràng. Thay mặt ban tổ chức chiều hôm nay trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức đại đức giảng sư dầu cách xa nửa vòng trái đất cũng đã nhận lời thỉnh cầu và đắp máy bay về tại Việt Nam thân yêu và nhất là chùa Phước Sơn khóa tu mùa hè này đó là một nhân duyên một diễm phúc vô cùng to lớn và không những ở khóa tu mà là tất cả những người có sự quý mến của đại đức à, các phật tử dù trời nắng dù công việc bận rộn cũng vẫn gắt lại tất cả để đến đây được nghe những lời pháp nhũ của đại đức giảng sư đó là một điều vô cùng hoan hỷ. toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để tỏ lòng tri ân thầy à, kính bạch đại đức giảng sư với tâm nguyện à, Hoàng pháp lợi sanh và nhất là hướng về giới trẻ Phật giáo trong tương lai. Chùa Phước Sơn đã trải qua chín kỳ tổ chức khóa tu mùa hè từ những buổi sơ khai thầy trò cùng nhau đi quanh trong khuôn viên chùa chỉ vài ba chục đứa nhỏ nhỏ thôi à, nhưng mà cũng cố gắng làm những khóa tu rất là à, gọn nhẹ nhưng cũng chính vì những khóa tu đó mà bây giờ phần lớn các bạn mà bằng áo xanh mà phục vụ cho khóa tu này là đều xuất phát từ những cái hạt giống của ngày xưa do đó để nhân cái mầm mống của phật giáo tuổi trẻ phật giáo để rồi mỗi khi đạo phật cần các bạn sẽ sẵn sàng đầy đủ kiến thức để phục vụ cho Đạo Phật nói riêng và cho chúng sinh nói chung. Cho nên với tâm nguyện đó thì hy vọng rằng trong tương lai, hàng năm vào những dịp hè, Chùa Phước Sơn luôn rộng tiếng cười của tuổi trẻ, của tuổi uh, thanh thiếu niên. Và cũng mong rằng trong tương lai, Đại Đức cũng sẽ dành những cái tình cảm sâu sắc hơn nữa và dành nhiều thời gian hơn nữa để về đây mà không những chia sẻ cho tuổi trẻ mà các vị đạo hữu Phật tử cũng đang khắc ngưỡng được nghe Thầy chia sẻ Phật Pháp. Nhưng vì trong cái chương trình này thì rất tiếc là các vị chưa chưa có cơ duyên. Cho nên hy vọng rằng sau những khóa tu của tuổi trẻ, Chùa Phước Sơn cũng có những khóa tu dành cho người lớn. Và lúc đó có duyên sẽ được cung thỉnh Đại Đức Quang Lâm. Thì đôi lời chia sẻ về chương trình của khóa tu và chiều hôm nay đại đức đã dành hết tất cả sự nỗ lực tâm huyết và tình yêu thương của tất cả các tu sinh tại khóa tu hơn hai tiếng đồng hồ với những lời chia sẻ thâm tình và đầy ý nghĩa góp phần đem lại những hành trang những tư lương quý báu cho tất cả các tu sinh trẻ đi vào đời một cách vững chãi hơn vượt qua những vấn nạn của thời đại và những cái khúc mắc trong cuộc sống. Thay lời ban tổ chức một lần nữa, xin đề đầu đánh lễ tri ân trên Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trân trọng cảm ơn Đại Đức trưởng ban tổ chức. Giờ này, ban tổ chức có một lãng hoa tươi thắm gửi đến Đại Đức Giảng Sư. Kính mời Đại Đức trưởng ban tổ chức gửi đến Đại Đức Giảng Sư. Đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay. chúng con kính thỉnh đại đức giảng sư an tọa ít phút nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa ban tổ chức kính bạch đại đức giảng sư à, tiếp theo chương trình à, trước khi cung thỉnh đại đức giảng sư hồi vi về khách phòng nghỉ ngơi à, chúng con xin trân trọng giới thiệu ca sĩ cao diệu hiền tại thành phố đà nẵng đã từng đạt giải chung kết sao mai khu vực miền trung Tây Nguyên năm 2009, từng đạt nhiều huy chương vàng trong các chương trình thi nghệ thuật và hiện đặc biệt cô là một cô quân nhân thuộc bộ quốc phòng của nước Việt Nam chúng ta. Với tấm lòng tôn kính Tam Bảo và sự hiện diện hôm nay, ca sĩ xin gửi đến cúng dường đến ban tổ chức, đặc biệt đến Đại đức Giảng sư và gửi tặng đến toàn thể đại chúng nhạc phẩm vào chùa tác giả nhạc sĩ phan văn hùng lời của đại đức thích chúc thiện giờ này trân trọng kính mời ca sĩ cao diệu hiền trình bày nhạc phẩm của mình Dạ! Kính thưa Kính Bạch Trà, Chư Tôn Đức! À, hôm nay thì Dự hiền cũng à, duyên lành à, được về đây để à, cúng dường một ca khúc trong cái khóa tu của Chùa Phước Sơn năm 2022 hôm nay. Thì à, lời đầu tiên cho phép con xin được chúng các quý Thầy à, một sức khỏe và thân tâm an lạc và chúc các bạn chúc các quý đạo hữu phật tử hôm nay một ngày tu được nghe thầy giảng thật có ý nghĩa và một ngày được an lạc ạ à. con sau đây thì con xin hát tặng ca khúc này gửi đến quý thầy cùng các tu sinh hôm nay ạ à. xin trân trọng cảm ơn ca sĩ ca Diệu Hiền à, hội chúng chúng ta cho một tràng pháo tay A à, Di dạ Phật à, theo à, lời à, yêu cầu của rất 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 chi là nhiều bạn trẻ và một số à, đạo hữu Phật tử là muốn được chụp hình với idol của mình mừng lắm